cuộc sống biết trân quý từng khoảnh khắc mà bạn có, khó mấy cũng thành. Tôi là Vũ Thành Vinh, đến từ Khoảnh Khắc Cuộc Đời. Nhân vật đặc biệt của ngày hôm nay đã trải qua rất là nhiều khó khăn để đi con đường riêng của mình. Cậu ấy đã có một chỗ đứng nhất định trong lòng khán giả. Và ngày hôm nay mọi người sẽ hơi bất ngờ đúng không, khi mà tôi đứng ở đây nhưng nhân vật chưa xuất hiện. Bởi vì sao ạ? Bởi vì cậu bạn này luôn luôn xuất hiện một cách bất ngờ, mà đó là thương hiệu của cậu rồi. Đôi khi muốn cậu ấy xuất hiện, quý vị phải yêu cầu cơ. Bây giờ tôi thử yêu cầu nhé. Đức Anh này, cậu có thể xuất hiện tại Khoảnh Khắc Cuộc Đời không? Đưa anh sẽ tới liền đây. À, em chào anh Minh, em chào tất cả các khán giả của Khoảnh Khắc Cuộc Đời ạ. Cậu ấy đã xuất hiện. Vinh thấy là rất là nhiều câu chuyện mà quý vị đòi hỏi rất là khó luôn. Xuất hiện những cái nhân vật rất là nổi tiếng nhưng cậu ấy vẫn có thể làm được, thì tại sao lại không xuất hiện ở Khoảnh Khắc Cuộc Đời được? Nhưng trước tiên hãy nghe cậu ấy nói về khoảnh khắc mà cậu ấy mang đến chương trình. Xin mời. Khoảnh khắc mà em bước chân vào thành phố Hồ Chí Minh để bắt đầu sự nghiệp và lập nghiệp ở trong đây ạ. Và sự nghiệp đó diễn ra như thế nào? Chúng ta cùng chào đón Đức Anh. Chương trình Khoảnh Khắc Cuộc Đời với đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Khang thực hiện với sự tài trợ của chuỗi nhà hàng ẩm thực Trần. Xin gửi lời chào bình an đến quý vị. 24 giờ trôi qua, chúng ta lại có dịp gặp nhau để chia sẻ những khoảnh khắc ý nghĩa trong cuộc sống. Đây là Khoảnh Khắc Cuộc Đời năm thứ tư, và suốt 3 năm qua, chúng tôi vẫn nhẫn nại kiên trì mang những khoảnh khắc tốt đẹp gửi đến quý vị. Và hôm nay cũng là một khoảnh khắc như thế. Chúng ta cùng chào đón Phạm Đức Anh. Em chào anh Vinh, em chào tất cả khán giả của Khoảnh Khắc Cuộc Đời. Thật ra thì em cũng là một khán giả của Khoảnh Khắc Cuộc Đời. Em thì em cũng thích nghe những cái câu chuyện của mọi người và thích một cái sự đồng cảm ở trong đấy. Và nhiều khi mình cũng nhận thấy mình ở trong những cái câu chuyện của mọi người nữa. Và ngày hôm nay em rất là vui khi mà em lại là một người mà được mời đến chương trình này. Tại vì bất kỳ một nhân vật nào được mời đến chương trình Khoảnh Khắc Cuộc Đời đều là những người khá là đặc biệt. Họ không phải đặc biệt bởi vì họ ở một cái vị trí có thể là cao quý ở trong xã hội, mà họ đặc biệt bởi họ có những câu chuyện họ đã vượt qua được nó như thế nào. Và em cũng là một người mà em đã vượt qua được khá là nhiều nghịch cảnh trong cuộc sống để mà có một cái cuộc sống như hiện tại. Trong cuộc sống của chúng ta có những khoảnh khắc nó đến cho chúng ta chủ động, nhưng cũng có những khoảnh khắc nó đến chúng ta không mong muốn, phải đối diện với nó để tìm ra những khoảnh khắc mà chúng ta muốn chứ, đúng không? Dạ. Và Đức Anh cũng là một người như thế, nhưng mà em rất là đặc biệt đó. Tại vì bình thường là anh mời là họ đến ngay, nhưng em còn phải yêu cầu mới đến đó. Thật ra thì cái việc mà yêu cầu cái thời gian đầu thì mọi người khá là ấn tượng với em khi mà bất kỳ một cái yêu cầu nào của mọi người em đều sẽ đáp ứng. Sau một khoảng thời gian đến bây giờ thì em cũng không nhớ được là em đã thực hiện đến bao nhiêu lời yêu cầu của mọi người nữa. Và ngày hôm nay cũng là một cái lời yêu cầu rất đặc biệt, tại vì trước đây là em chỉ có đến nhà mọi người thôi. Chứ còn cái việc mà em xuất hiện ở một cái chương trình, nhiều khi em nhận thấy là em chưa đủ chín chắn. Chính vì em xuất hiện một cách theo yêu cầu mà gần như yêu cầu nào em cũng làm được. Chính tai anh có một lần anh nghe được cậu này có một quan hệ rất là tốt, có nghĩa là nói em có một điều kiện. Con trai chủ tịch, trai nói chung là có tiền rồi. Với đáp ứng mọi yêu cầu. Trước tiên là phải khẳng định lại là mình không phải là con trai chủ tịch, cũng như là bất kỳ một cái gì giống như mọi người đồn đâu. Có những người đồn em là con trai phòng trà Đống Dao, con trai bác Phạm Nhật Vượng, hay là những cái gì mà ghê gớm lắm kìa anh. Mà em đọc những comment đấy em chỉ biết bật cười và nhiều khi em thấy tủi thân. Thật ra mình cũng mong muốn mình có một người cha hay một ông bố làm chủ tịch lắm, nhưng cái đấy là cao quá. Thật ra em chỉ mong muốn là em có bố thôi, tại vì em sinh ra đã không biết bố em là ai cả. Có những lúc em nằm em nghĩ là nếu mà mình có bố giống như là mọi người nói thì chắc chắn cuộc đời của mình nó cũng sẽ đủ đầy hơn. Nhưng mà ngay từ bé thì mẹ em đã đi làm giúp việc ở khắp các nơi. Em thì ở nhà với bà ngoại, các cô và họ hàng là những người mà đã nuôi em khôn lớn. Cho đến khi bà ngoại của em mất thì em gần như là không còn cái chỗ dựa nào ở ngoài Bắc nữa. Em nghĩ là ôi cuộc đời này mình hãy ra khỏi vùng an toàn. Và sau đấy thì có những cái quyết định nó đã xảy đến với cuộc đời của em. Thật ra tuổi thơ của em thì sống trong một chữ nghèo. Để mà lo cho em được học hết 12 lớp thì em cũng không biết là đếm được bao nhiêu lần mẹ em khóc để đi vay tiền, để đóng tiền học. Thậm chí có những lần mà em mua một cái bút mà chẳng may cái bút đấy nó bị tòe ngòi hoặc là nó bị hỏng, thì cũng thành một cái chủ đề rất là buồn. Anh cũng khá bất ngờ khi mà em kể câu chuyện ngày hôm nay. Yeah. Tại vì người ta thường thấy một Đức Anh rất là đẹp, bảnh bao, xuất hiện ở những cái nơi mà nhiều người mơ ước. Nhưng Đức Anh đã có những cái thời gian mà quý vị vừa nghe. Và khoảnh khắc ngày hôm nay cũng là một cái quyết định táo bạo
để làm thay đổi cuộc đời của cậu ấy. Cậu ấy đã chọn là từ quê vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp. Anh nghĩ trước đó em cũng phải suy nghĩ rất nhiều chứ nhỉ? Trước đấy thì em không dám nghĩ đâu anh ạ. Thật ra nó cũng là một cái cơ duyên, là có một vài lần em nằm em suy nghĩ là nếu mình cứ đi bán hàng thuê với mức lương 3 triệu đồng như thế này, bao giờ cái nhà của mình nó mới hết rột ta. Em vắt tay lên trán, em cứ nhìn lên cái trần nhà của em á, ủa mình cứ nằm ở đây mãi sao trời, bao giờ cuộc đời của mình mới thay đổi. Và sau đấy thì em có một cái cơ duyên là bạn của em lúc đấy thi một cái cuộc thi âm nhạc ở trong đây và thấy em lanh quá, kêu là hay thôi vào đây làm trợ lý đi. Và em được nuôi ăn nuôi ở, thì em thấy là hay là bây giờ vào làm trợ lý rồi kiếm một công việc làm thêm. Em vào với 2 triệu đồng ở trong túi, em vào được vài ngày là bạn mới bị loại khỏi cuộc thi. Và mọi người cũng rất là xin lỗi Đức Anh, tại vì không nghĩ mọi người rớt sớm như thế. Thế thôi, Đức Anh cứ ở đây chơi vài hôm đi rồi hẵng về. Đức Anh hồi đó hình như là gầy lắm đúng không? Bây giờ em vẫn ốm, nhưng hồi đấy em ốm hơn. Bây giờ thì sáng sủa hơn. Hồi đấy em có 38-40 cân gì đó. Và em thấy là ở thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ không ai để ý em nhiều. Tuy nhiên với cái ngoại hình của em ở quê thì mọi người đánh giá em là một người không có ngoại hình. Để mà xin bất kỳ một công việc nào ở quê, kể cả là làm công nhân, có thật sự là khó. Ở quê đã khó, lên thành phố Hồ Chí Minh anh nghĩ càng khó hơn. Em đã mất rất nhiều thời gian để mà có thể thoát ra khỏi cái tự ti về ngoại hình nữa. Em nghĩ những cái gì cải thiện được mình hãy tìm cách cải thiện. Em bắt đầu em tìm hiểu về những cái cách làm đầu tóc cho gọn gàng hơn, lựa những bộ quần áo mà nó có thể che đi những khuyết điểm của mình. Bây giờ trước khi em chia sẻ tiếp thì anh muốn em nhìn lại cái tấm hình mà chương trình đã chọn để mở đầu. Xin mời. Trước mặt chúng ta là một chàng trai rất mảnh bao, rất thời trang. Dạ. Thay đổi rất là nhiều. Lúc này thì đã có một phần nổi tiếng rồi và cũng đã biết làm cho mình trở nên hấp dẫn hơn dưới con mắt của rất là nhiều người. Nhưng mà hành trình từ một cái cậu ở quê đến cái tấm hình như vậy, nếu mà nói tóm gọn thì nó là gì? Đó. Sống một cuộc đời khác. Em nghĩ là nếu bản thân của mình không thay đổi từ bên trong thì những cái bên ngoài nó sẽ không thay đổi được. Em tích cực hơn từ bên trong và em nghĩ là cơ thể của mình cũng sẽ thay đổi nếu bên trong mình thay đổi. Nhìn đôi mắt, nhìn nụ cười này thì anh chắc chắn rằng khoảnh khắc này em đang rất vui và hạnh phúc vì những gì em đã có được. Nhưng để có được một cái tâm thế như vậy mất khoảng bao nhiêu thời gian? Thật ra thì em đã cố thay đổi bản thân của em cho mạnh nhất là từ năm 2015-2016 gì đó. Khi mà mình bắt đầu hết cái thời sinh viên và bắt đầu mình đi làm, mình gặp các bạn bè đồng trang lứa rồi những người nổi tiếng, họ như thế nào là mình rất thích. Từ bé là đã rất là thích đi coi ca nhạc. Ở quê em rất ít khi có một đoàn ca nhạc nào về biểu diễn. Và mỗi lần mà người ta về biểu diễn anh, em phải tìm đủ mọi cách làm sao là em xin tiền ai đấy hay là em cố gắng để được coi buổi biểu diễn đó. Khi mà được vào bên trong thì mình coi trời ơi sao nghệ sĩ sao họ đẹp quá. Và em muốn biết là nếu mà trở về cuộc sống bình thường, không biết họ đẹp lung linh như vậy không ạ. Và đấy cũng là lý do mà sau này em mang cái cuộc sống của nghệ sĩ ở nhà để mang lên trên kênh của em, để cho mọi người thấy là họ cũng đang phải làm những công việc nó rất là bình thường để mang cái sự gần gũi của mọi người tới khán giả. Nhưng mà từ một người khao khát ước mơ chỉ được gần nhất nghệ sĩ đến một người mà đã muốn xuất hiện ở đâu theo yêu cầu khán giả thì lập tức có mặt, hai cái khoảnh khắc này nó mang đến ý nghĩ gì với em? Bạn hãy cứ ước mơ đi, những cái ước mơ điên rồ của bạn, một ngày nào đó vũ trụ sẽ gửi cho bạn một cái tín hiệu, một cái cơ hội nào đấy mà chỉ cần bạn nắm lấy nó ngay lúc đấy. Với điều kiện bạn phải bước đi. Nếu mà bạn cứ ở quê và cứ ngồi đó và mơ. Và mơ thì không bao giờ được. Dạ. Đó là câu chuyện mà chúng tôi muốn nói với các bạn trẻ. Muốn ước mơ đó trở thành hiện thực, không phải ngồi đó mà mơ, mà hãy đứng dậy mà mơ. Và thậm chí phải bước đi để mơ nữa. Như Đức Anh ở đây. Chúng ta cũng nói về cái bước đi để nói được hành trình từ quê mà bước lên thành phố Hồ Chí Minh. Có nhiều bước đi, đâu ai biết được nó khó khăn đến cỡ nào đúng không? Thời gian đầu vào thành phố Hồ Chí Minh thì em có 2 triệu đồng. Sau đấy em bắt đầu đi làm cộng tác viên. Em nhận đăng bài cho các fanpage nghệ sĩ. Đấy cũng là một cách mà mình bắt đầu mình làm quen dần với anh chị nghệ sĩ. Rồi người này thấy, ê thằng bé này làm tốt nha, giới thiệu người kia. Và em cũng lại có thêm nhiều mối quan hệ. Trước đây là mình cũng đã sáng tạo những cái nội dung ngắn rồi. Tuy nhiên là mình chỉ đăng lên trang cá nhân ở trên Facebook thôi thì chưa có ai coi cả. Nền tảng TikTok nó ra đời. Sau đấy em đăng lên, nhận được sự ủng hộ từ mọi người. Và sau đấy TikTok phát triển thị trường tại Việt Nam và tuyển dụng nhân sự. Em đã nộp CV. Thật ra bạn của em nộp giúp em, tại vì lúc đấy em không có tự tin. Xét về bằng cấp, xét về kinh nghiệm ở những công ty khác thì anh không có. Nhưng tôi đang là một người sáng tạo nội dung tiên phong ở trên nền tảng này. Và em đã hiểu về nền tảng đó. Và em đã trải qua 5 vòng phỏng vấn với công ty. Em đậu ở vị trí quản lý vận hành của TikTok tại Việt Nam và phát triển cái thị trường đấy tại Việt Nam từ những lúc mà rất ít người dùng. Cái này
rất là thích cái từ em dùng là tiên phong. Bây giờ muốn đi trước á, mà muốn đi xa là cái sự tiên phong rất quan trọng. Nói thì có hai chữ thôi, nhưng mà để tiên phong không hề đơn giản. Người ta hay gọi em á, là hành trình từ 0 đến hơn 5 triệu follow. Hai con số này nó khá ấn tượng với anh nha. Bây giờ em có khoảng gần 5 triệu người theo dõi ở trên TikTok, và trên nền tảng khác thì cũng khoảng vài trăm ngàn người. Con số này thì thật ra với những cái nghệ sĩ lớn thì chưa là gì, nhưng mà với một người mà đúng là đi từ zero như em thì nó là một cái con số mà ngày xưa em hằng ao ước. Đúng là bây giờ nhiều khi em uốn lưỡi 7 lần trước khi nói, cũng như là phải uốn tay 7 lần trước khi mình viết một cái gì đó. Mình cũng phải nhận thức là mình đang có một cái sức nặng, tại vì bất kỳ một cái gì mà mình thể hiện lên nó đều có một cái tầm ảnh hưởng đến một cái số lượng người nhất định. Quay trở lại là một người sáng tạo nội dung thì anh cũng có lướt qua và anh xem cái việc mà em tiếp cận cái câu chuyện khá là thú vị. Như em nói, nhiều người muốn biết được ở đời sống hàng ngày nghệ sĩ thế nào. Anh còn biết được là em sẽ nghĩ ra cái ý tưởng để cho mỗi nghệ sĩ sẽ có một cái màu sắc riêng. Cái đó mới là quan trọng, tại vì khi mà các nghệ sĩ họ đã xuất hiện quá nhiều nơi rồi và họ cũng đã quá nổi tiếng thì em sẽ làm gì trong vài giây này đây? Thật ra thì tất cả mọi người đều thích coi cái phản ứng của người khác như thế nào khi gặp một vấn đề gì đó. Mọi người cũng đều rất tò mò là đằng sau ánh hào quang thì những người nghệ sĩ ở nhà họ như nào. Em hiểu được cái tâm lý của người coi, em hiểu được cả tâm lý của như anh chị nghệ sĩ nữa. Là nhiều khi những cái gì mà xa hoa quá thì họ đã trải qua rồi, họ muốn là chỉ xuất hiện như thế thôi và mình không làm phiền nghệ sĩ quá là lâu. Để có vài cái giây đó với anh nè, đôi khi anh nói một điều gì đó trong vài giây, nhưng đôi khi cuộc đời của anh đã trải qua rất rất nhiều cái giây đó. Em đọc rất là nhiều bình luận là rốt cuộc tài năng của bạn này là gì vậy, chỉ có xuất hiện cùng người nổi tiếng thôi mà các bạn lại đi hâm mộ một cái người như thế. Nhưng mà đấy là mọi người chỉ nhìn ở 15 giây em xuất hiện thôi. Mình muốn có một mối quan hệ với một nghệ sĩ nổi tiếng nó đâu là đơn giản đâu. Thật ra theo em, giàu quan hệ cũng là một loại giàu, giỏi quan hệ, giỏi nói chuyện cũng là một tài năng. Và nếu mà bạn có tài năng, bạn muốn mang cái tài năng đấy đi rộng hơn, nhưng bạn lại không biết cách để mà thể hiện nó ra, thì đúng là đấy là một sự thiệt thòi. Anh đồng ý như vậy. Thật sự là mình cố gắng làm giàu tri thức của mình. Anh rất là thích cái thông điệp của em là cứ đi rồi sẽ đến. Cổ động sự kiên trì của mọi người. Đã đi rồi, đến rồi, còn sự kiên trì là gì ạ? Thật ra khi mà mình đến một điểm này rồi thì mình lại nhìn thấy ở một điểm khác có cái tia sáng đang mời gọi mình không, mà mình đi tiếp ạ. Mình cho phép mình dừng lại một xíu để mình nhìn lại hành trình của mình đã đi, rồi sau đấy mình lại nhìn đến điểm mốc tiếp theo để mình có một cái sự quyết tâm mới để mình phải đạt được. Em luôn luôn như thế. Mỗi khi mà em muốn bỏ cuộc thì em lại nhìn xuống anh ạ. Em nhìn xuống em thấy là tôi đã đi một chặng đường dài rồi, và ở cái vị trí này thì có rất là nhiều người đang khao khát được. Thậm chí nhá, có những lúc mà em ở đáy cùng nhất thì em lại nghĩ đến những cái lúc mà em không có gì. Về cái đô của khán giả thì thường họ sẽ mong chờ cái điều bất ngờ và những cái sáng tạo mới hơn. Tại vì khi em làm nhiều như vậy rồi, bản thân em cũng đã thay đổi rồi. Nhưng mà đôi khi cái sự thay đổi đó khán giả đang mong muốn nhiều hơn. Khi mà mọi người đã quá là quen mặt mình với những cái hình ảnh ở trên mạng xã hội rồi, thì sắp tới em đang muốn tiến bước xa khỏi mạng xã hội để mình có thể làm nhiều vai trò khác nhau. Ví dụ như một dẫn chương trình như anh Vinh cũng là điều mà em đang phải đi học. Em nhận thấy là em có một cái may mắn hơn mọi người là ngay từ ngày đầu vào thành phố Hồ Chí Minh em có cơ hội được làm nghề nha. Thì đấy là một cái mà trời cho mình. Vậy thì nhiệm vụ của mình là làm sao mình phải học để mà có thể có chuyên môn. Anh luôn cổ vũ việc học á. Người ta có một cái câu mà anh nghĩ là bản thân của anh và của em và của rất nhiều người phải cảnh giác. Cái mà mình biết á, đôi khi nó cản trở cái mà mình chưa biết. Là luôn phải học. Hay cho mình cơ hội để được học. Vâng ạ. Luôn luôn là bên trong của mình thay đổi và hoàn thiện thì cái thế giới bên ngoài của mình nó mới thay đổi được. Chính xác. Đó cũng là thông điệp đặc biệt ngày hôm nay chúng tôi muốn gửi đến. Và hy vọng là với sự cố gắng cầu thị như thế thì anh nghĩ là em sẽ phát triển hàng ngày. Chúc cho những ước mơ này và những hoài bão của em với tình yêu mãnh liệt đó nó sẽ tăng dần lên theo thời gian. Em cảm ơn anh Vinh rất là nhiều, cũng như cảm ơn Khoảnh Khắc Cuộc Đời. Em hy vọng là câu chuyện ngắn ngủi vừa rồi của em nó cũng giúp các bạn trẻ một phần động lực nào dám đứng dậy và dám bước đi, dám bước ra khỏi cái ngôi nhà rột để thay đổi cuộc đời. Và tôi gọi đó là chúng ta phải dám hành động vì ước mơ đó. Cảm ơn em vì đã hành động để có một đứa anh như ngày hôm nay. Dạ vâng ạ. Đức Anh này, ở khoảng khắc cuối này em sẽ có 3 sự lựa chọn. Sự lựa chọn đầu tiên là em nói về bản thân mình. Thứ hai là nói về những người thân yêu của mình. Sự lựa chọn thứ ba là nói về cộng đồng. Mời Đức Anh.
Tôi rất là tò mò, không biết là Đức Anh lựa chọn số mấy ạ? Dạ, em lựa chọn số 1. Vậy thì 30 giây, em sẽ nói điều gì? Đức Anh à, mặc dù tất cả mọi người hiện tại đều đang có thể thấy Đức Anh đang rất là giỏi, nhưng thật ra bên trong Đức Anh thì Đức Anh luôn thấy là mình chưa là gì hết á. Mình nhìn lên thì chắc là mình còn phải đi xa nhiều lắm. Đây mới chính là cái cột mốc thành công đầu tiên của cuộc đời của mình thôi. Và chắc chắn là sẽ còn phải đi đến nhiều cột mốc nữa và phải mang lại thật nhiều cái giá trị nữa tới mọi người. Đức Anh ơi, Đức Anh hãy thật là vững bước và kiên cường giống như Đức Anh đã từng kiên cường nhé. Cảm ơn Đức Anh rất là nhiều vì đã nói lên tất cả những cái nỗi lòng của mình. Chúng tôi cũng cảm ơn quý vị rất là nhiều vì đã yêu thương khoảnh khắc cuộc đời vào khung giờ quen thuộc 22 giờ 45 phút trên HTV9. Đây là khoảnh khắc cuộc đời năm thứ tư và chúng ta có hẹn với nhau 24 giờ tới. Xin chào và hẹn gặp lại. Chương trình khoảnh khắc cuộc đời với đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Truyền thông Khang thực hiện với sự tài trợ của chuỗi nhà hàng ẩm thực Trần. Nếu quý vị khán giả có những khoảnh khắc đặc biệt ý nghĩa, hãy chia sẻ với chúng tôi qua địa chỉ email htvkkcd.2019@gmail.com hoặc qua số hotline. Hãy cùng lan tỏa những thông điệp tốt đẹp đến với cuộc sống.